Tôi tới giờ ăn rồi ba, cần cực nóng dính chân luôn cả nhà. Không biết thăm có cần nào còn không. Tan tan này, con nghe chuông rồi đó. Đây. Bây giờ mới nghe được chuông. Tới mặt nước chuột nữa. Mày đừng có báo mày ơi. Đó, chậm chậm rồi đó, nãy giờ bắt đầu mới lên được em bự bự nha. Không hết ba cần luôn đi. Thấy không? Màu cứng cứng là cái là còn mồi. Ừ, cho màu cứng cứng lâu hết rồi. Nước chảy rã chưa. Cơm kia nó cũng gặp cả nhà. Hy vọng là bữa nay có quật. Dưới đâu? Sáng giờ không thấy mặt con cá cóc kia sao luôn. Cá nhái rồi không thấy, thấy cá cóc. Cá út, cá gì. Đâu mất tiêu chưa, câu sáng giờ dở lên toàn hết nồi, không thấy rỉ ống để tặc chứ ăn câu tôm ngủ. Trụ dính chùm luôn. Một cặp, ừ phải dính vậy mới được. Cần nữa. Còn không? Trời ơi, dánh không sáng giờ toàn nói không, không con gì khác luôn đó nha. Ủa mày sâu cá rắn này chứ đâu gì. Cái cốc cái nhái gì đâu. Đụng cái dánh luôn. Còn lại còn có. Dính cá cốc 2 kg à. Trời ơi dính mèo. Ủa ơi. Dẫn. Dính con này nữa là 4 con rồi đó. Này bác còn cá dẫn không? Dính cá hay là dính cá hay là dính cái bọc? Nãy giờ hai cha con ăn mì đó nha. Nó dính hay không của ông hai cho con của ông hai rồi. Rồi thấy tặc tặc đấy, mặt nước còn tặc mà. Thâm hết luôn đi này, mớm mớm toàn tập từ tập 1 tới tập 2. Còn không? Rồi đi rồi đó. Trời ơi, còn lưới câu không. Không còn gì khác ngoài cá dính nữa. Thánh thầu ơi, ba ơi, sao lên tới mặt nước chứ không như ba kiểm tra nữa cái dàn lưới câu của ba, mấy con mèo lắm rồi đó. Bữa nay đẹp, thôi thua. Gặt quá trời gặt rồi, gặt lụm rồi, lụm rồi, lụm chắc luôn rồi. Chắc không? Chắc lụm rồi, lụm rồi. Này mà kéo lên tới mặt nước mà sức nữa là con đem câu đó con cắt luôn. Không cho cha câu nữa. Gì thấy cái mặt ông nghi nghi quá ta. Thành ký cá dảnh có nửa ký, 4-5 con gì đó mà được nửa ký. Chứ con cũng được nửa ký đâu. Nói không phải nói cho chậm chậm lại nghe cho hết câu. Trời nó mới miết cái quá trời luôn cả nhà ơi. Giết ơi, giết ơi, cực này nè, miết mạnh lắm luôn á, cốc thôi vậy. Hả? Mày không biết
Trời mấy con cừng này thăm nó trước đi, còn mấy cừng kia gì nữa. Thôi bớt tham lại. Thằng ơi trời, nó miết cái hết biết luôn, nó miết biếu cái đọt xuống luôn á. Sảy gì rồi. Trời ơi. Trời. Nó quýu cộng cái cần xuống luôn. Trời ơi, biết uổng trời. Cực đó dính rồi cả nhà. Đừng sức nữa nha má, nó giờ sức nhiều rồi đó. Nói thành công đây bên bên quá trời mặn mạnh luôn mà sao không dính trời, không sốc nổi. Dở cái dàn lữ đường này tệ quá. Bữa nay cậu không thấy cá sát cái bọng gì luôn ba. Ngộ được đâu tiêu chứ. Không có gì ngoài cá rảnh. Đây toàn cá rảnh không cả nhà. Một gọng cá rảnh luôn rồi. Dở gọng lên chầm trồ á. Đó. Rảnh không à. Nhìn thấy ngon cái sợ vậy. Trắng phiếu. Bất thật bất ngờ lụp nữa rồi cả nhà ơi. Đó 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 còn gặt kìa. Đục 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 cốc hay gì, cốc hay gì á. Dẫn. Sáng giờ thì không thấy con cốc nào luôn. Cứ thả nồi dựng đó ngồi chờ đợi cả nhà. Hồi lâu quá không thấy nó lưng nó gieo chuông thì mình tự giác đi thăm đi chứ biết sao vậy. Ừ, nhiều khi nó ăn nó không có gặt chuông luôn cả nhà. Còn nữa nha, thấy vậy đó là dành thời gian cả ngày chắc cũng khoảng cả chục ngoài con đó chứ không ít đâu ạ. Con này con cóc ăn dùng dây vô là con này con cá cóc xịn ăn cả nhà. Con cá cóc, con nói con cá cóc là cá cóc chắc chắn cá cóc. Bây giờ không có cá nào hết. Ủa sao nghĩ bật 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 dùng 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 dây mà kỳ vậy. Lỗi dùng dây vô là cốc không phải dẫn. Kinh nghiệm câu cá ba đời của con là con này cốc thấy không. Đúng cãi không thầy mà. Trời ơi có dính được rồi, có con khác cá dẫn rồi. Cốc này cả nhà, vừa nói cá cốc là cá cốc cả nhà. Chạy gì khỏi vậy chạy, bắt luôn thả gì chơi. Con đen này dính nè. Thăm trước đi, thả cậu. Thăm đi. Thăm đi, thăm đi, chắc còn mà. Chắc bự à, thấy miết cũng đỡ quá kìa. Bự dữ chưa? Úi dồi ôi. Dảnh. Tiếng teo, teo.